Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Bắc Bộ đang chịu ảnh hưởng chính của vùng áp thấp nóng phía Tây. Thời tiết tại phía Đông và phía Tây của Bắc Bộ đang có sự phân hóa thể hiện rõ nhất vào buổi sáng. Sáng sớm khu vực Đông Bắc còn mưa nhỏ, còn Tây Bắc lại có nắng sớm và khô ráo. Lúc này, thời tiết toàn vùng chuyển nắng ráo với nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Phía Tây nhiệt độ cao hơn ở mức từ 31 đến 34 độ. Đặc biệt tại khu vực Mường La, Sông Mã, Yên Châu, Phủ Yên, Mai Châu có nắng nóng là 35 cho đến 36 độ. Người dân cần có sự chuẩn bị về sức khỏe để ứng phó với trạng thái thời tiết trong giai đoạn chuyển mùa như thế này. Nhiệt độ không quá cao, nhưng do hiệu ứng đô thị nên tại thủ đô Hà Nội cảm giác nắng nóng cũng đã bắt đầu xuất hiện. Lúc này, nhiệt độ ở mức 32 độ, tuy nhiên ở những nơi dân cư đông đúc, ít cây xanh thì nhiệt độ có thể cao hơn từ 2 cho đến 3 độ. Nhiệt cao lại cộng với độ ẩm trong không khí ở mức 84%, nên trưa chiều trời oi nóng. Kiểu thời tiết này sẽ dễ khiến cơ thể không kịp thích nghi dẫn đến đổ bệnh. Cũng có nắng chan hòa suốt cả ngày và khô ráo, không mưa, thành phố biển Đà Nẵng mang đầy đủ kiểu thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch. Nhiệt độ ngày đêm là 25 cho đến 33 độ. Tuy nhiên, chỉ số tia UV cực đại có thể lên tới mức 12, gây ảnh hưởng cao đến da và mắt. Vì thế, nếu có kế hoạch làm việc hay vui chơi tại đây, quý vị nên chú ý bảo vệ làn da của mình, cũng như sử dụng kem chống nắng, kính mát, áo chống nắng. Ngày nắng, chiều tối mưa dông đang là kiểu thời tiết chủ đạo tại các tỉnh thành phía Nam của nước ta, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Và lúc này trời nắng mạnh, nhiệt ở ngưỡng 29 đến 32 độ ở Tây Nguyên và 32 cho đến 34 độ tại Nam Bộ. Đến chiều tối, mưa dông xuất hiện dễ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc, gió giật mạnh. Quý vị nên lưu ý, nằm ở Đông Nam Bộ nên thành phố Hồ Chí Minh cũng có chung kiểu thời tiết giống như các tỉnh thành phía Nam. Trưa nay nhiệt chạm mức 33 đến 34 độ, trời nắng nóng. Đến chiều tối khi mưa dông kéo đến, nhiệt sẽ giảm chỉ còn 26 độ. Nhưng mưa dông lại kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, gió giật mạnh. Bão Suge đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines, di chuyển về vùng biển Nhật Bản và không ảnh hưởng vùng biển nước ta. Dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu, vùng bắc giữa Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Hoàng Sa đều đang duy trì tình trạng gió yếu, với cường độ gió ở các vùng biển này chỉ ở mức cấp 3 cho đến cấp 4, tầm nhìn xa đều ở mức trên 10 km. Trong khi đó, ở khu vực phía nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa, lại đang chịu tác động của một hình thái thời tiết là gió Tây Nam và một rãnh áp thấp có trục vào khoảng 7-9 độ vĩ Bắc. Vì thế, khu vực có mưa rào và dông, nhất là trong khoảng chiều và tối, khiến cho tầm nhìn giảm thấp chỉ còn 4-10 km, kèm theo là lốc xoáy và gió giật nguy hiểm. Tiếp nối bản tin là dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Thưa bà con, ở khu vực vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ, có gió đông nam với cường độ mạnh. Trong đêm nay và ngày mai, gió ở đây sẽ ở mức cấp 3 cho đến cấp 4, nhưng sẽ tăng dần lên mức cấp 4 đến cấp 5 trong những ngày tiếp theo. Tuy nhiên, thời tiết nhìn chung vẫn khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải của bà con ngư dân. Cũng nằm trong vùng tác động của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, nên hầu khắp các khu vực biển miền Trung, dọc từ Quảng Trị trở vào đến Bình Định, và tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn cũng có gió đông nam đến cấp 4. Vì thế, trên các vùng biển này, thời tiết tốt, không có mưa, trời nắng ráo, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Là một trong những khu vực biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của rãnh áp thấp 7-9 độ vĩ Bắc và gió Tây Nam đầu mùa, nên ở khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra Côn Đảo trong đêm nay và ngày mai, cũng như khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 4, gió thường duy trì hướng Tây Nam. Mưa dông cũng xuất hiện nhiều về chiều tối và đêm. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực này cần hết sức lưu ý.